nghĩa là biết các loài hữu tình có tâm tham hay tâm lìa bỏ tham có tâm sân hay tâm lìa bỏ sân có tâm si hay tâm lìa bỏ si có tâm ái hay tâm lìa bỏ ái có tâm thủ hay tâm lìa bỏ thủ có tâm tập trung hay tâm tán loạn có tâm lớn hay tâm nhỏ có tâm cao thượng hay tâm thấp hèn có tâm tịch tịnh hay tâm không tịch tịnh, tâm trạo cử hay tâm không trạo cử, tâm định hay tâm không định, tâm giải thoát hay tâm không giải thoát, tâm hữu lậu hay tâm vô lậu, có tâm hẹp hay có tâm rộng, có tâm cao tột hay không có tâm cao tột. Với các tâm này, đại Bồ Tát ấy đều biết như thật. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát này tuy đầy đủ công dụng của tha tâm trí thông, nhưng trong đó không tự cống cao, không chấp tánh của tha tâm trí chứng thông, không chấp vào việc tha tâm trí chứng thông, không chấp vào người có thể đắc tha tâm trí chứng thông, đối với chấp hay không chấp cả hai đều không có gì để chấp. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh không, vì tự tánh lìa, vì tự tánh xưa nay bất khả đắc này xá lợi từ đại bồ tát ấy không vì ham vui mà phát sanh tha tâm trí chứng thông như vậy chỉ trừ vì đắc trí nhất thiết trí này xá lợi từ đó là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa mà phát sanh tha tâm trí chứng thông ba la mật đa này xá lợi từ có đại bồ tát với túc trụ tùy niệm trí chứng thông có thể nhớ như thật tất cả việc đời trước của hữu tình trong hàng hà sa số thế giới ở mười phương nghĩa là nhớ các việc trong quá khứ của một tâm cho đến một trăm tâm của mình và người hoặc nhớ lại những việc đã qua trong một tháng cho đến trăm tháng ở quá khứ của mình và người hoặc nhớ các việc đời trước trong một năm cho đến trăm năm của mình và người hoặc nhớ lại những việc đời trước trong một kiếp trăm kiếp ngàn kiếp hơn trăm ngàn kiếp cho đến vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha kiếp hoặc nhớ lại tất cả việc đời trước ở đời trước nghĩa là thời gian như vậy nơi chỗ như vậy tên như vậy họ như vậy loài như vậy ăn uống như vậy tồn tại lâu như vậy tuổi thọ như vậy khổ vui như vậy từ nơi này qua đời xanh vào chỗ kia từ chỗ kia qua đời xanh vào chỗ này dung mạo như vậy nói năng như vậy hẹp hòi hay phóng khoáng các việc đã qua như vậy đều có thể nhớ cả này xá lợi tử, đại Bồ Tát này đầy đủ. Các công dụng của túc trụ tùy niệm trí như vậy nhưng trong đó không tự cống cao, không chấp tánh túc trụ tùy niệm trí chứng thông, không chấp vào việc túc trụ tùy niệm trí chứng thông, không chấp người có thể đắc túc trụ tùy niệm trí chứng thông, với chấp hay không chấp cả hai đều không có gì để chấp. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tự tánh không, vì tự tánh lìa, vì tự tánh xưa nay bất khả đắc này xá lợi tử đại bồ tát ấy không vì ham vui mà phát sanh túc trụ tùy niệm trí chứng thông chỉ vì